xin kính chào quý khán giả của đài SBTN Texas. Kính thưa quý vị, Phan Trọng xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang đứng trước phòng họp có tên là Henry B. Gonzalez Convention Center. Đây là phòng họp đã được xây dựng từ năm 1968 và hiện nay có khoảng 360 những phòng họp lớn nhỏ. Hàng năm có hàng triệu người đã đến đây để dự những cuộc họp hoặc là convention, conference. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị vào. Cái bức tượng mà quý vị đang thấy là bức tượng của ông Henry B. Gonzalez, là cái người mà được đặt tên cho cái Convention Center. Ông từng là một trong những đảng viên dân chủ lão thành và là một dân biểu của Quốc hội Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đằng sau chúng tôi quý vị thấy một cái tháp cao, đó là một cái tháp có tên là Tower of America, cũng được xây dựng vào năm 1968 khi mà có hội chợ quốc tế tại San Antonio. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang đứng trong khuôn viên Henry B. Gonzalez Convention Center. Kính thưa quý vị, hôm nay cộng đồng San Antonio được tiếp kiến với ông Thượng nghị sĩ John Cornyn. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị vào phòng họp của Convention Center. Xin kính chào quý khán giả của đài SBTN Texas. Kính thưa quý vị, chúng tôi thông tín viên Phan Trọng từ thành phố San Antonio xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất được hân hạnh phỏng vấn Thượng nghị sĩ John Cornyn thuộc tiểu bang Texas nhân dịp ông về thành phố San Antonio để gặp thị trưởng của thành phố này. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa Thượng nghị sĩ Cornyn, tôi là Phan Trọng, thông tín viên của đài SBTN Texas và cũng là chủ tịch cộng đồng người Việt tại San Antonio. Nhân dịp này, tôi xin cảm tạ những đóng góp của ông cho đất nước Hoa Kỳ và đặc biệt cho cộng đồng của chúng tôi. Thưa anh, tôi rất hân hạnh có mặt trong buổi nói chuyện hôm nay và đặc biệt được tiếp xúc với cộng đồng người Việt tại Texas, là một cộng đồng vững mạnh, sinh động và có những đóng góp tích cực vào tiểu bang của chúng ta. Thưa Thượng nghị sĩ Cornyn, ông là người có tiếng là một chính trị gia đặt nặng những giá trị bảo thủ như gia đình, cộng đồng, sinh mạng con người, nhân phẩm và đặc biệt về nhân quyền. Xin ông cho biết tại sao những giá trị này rất cần thiết trong thời đại của chúng ta hôm nay. Thưa anh, tôi có thể nói thế giới của chúng ta sống hiện nay đang bốc cháy. Điều kiện sống và cơ hội trong xã hội Hoa Kỳ, như anh biết, không phải nơi nào cũng có. Việt Nam hiện nay là một thí dụ điển hình nơi chính quyền cộng sản vẫn áp bức đồng bào Việt Nam của họ. Chính quyền không tôn trọng tự do tín ngưỡng, ngôn luận hay quyền tham chính, v.v. Là một nhà lập pháp và thuộc Đảng Cộng hòa Bảo thủ, tôi vẫn tin tưởng vào giấc mơ Hoa Kỳ. Và khi con người còn bị từ chối quyền tự do, giữ đạo, tham chính hay những quyền căn bản, chúng ta phải lên tiếng và chúng ta phải đẩy lùi những áp bức này. Chính vì vậy, tôi rất hãnh diện khi được hợp tác với đồng bào Việt Nam hiện sống tại tiểu bang Texas để lên án những hành vi bạo ngược này của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Thưa ông, nhìn những gì xảy ra trên thế giới và ngay trong chính quyền Hoa Kỳ, vì vậy chúng tôi rất quý trọng những con người như ông hay những giá trị ông vừa nêu ra. Tôi xin được đổi đề tài, thưa ông. Nhiều cơ sở thương mại hay cả những người công dân Hoa Kỳ và ngay chính chúng tôi đôi khi cũng thấy khó chịu với những luật thuế vụ phức tạp. Ông là một nhà lập pháp. Thưa ông có giải pháp gì để giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn này và qua đó hy vọng chúng ta có thể thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và mạnh hơn nữa? Thưa anh, chúng ta phải tìm cách bỏ dần những luật thuế vụ phức tạp và bắt đầu lại để làm thế nào luật thuế có thể đơn giản hơn và công bình hơn. Thông thường những công ty hay cá nhân đã dùng ảnh hưởng của mình
để vận động chính quyền trung ương để họ được những quyền lợi cho công ty hay cho cá nhân của họ. Và những đòi hỏi này cứ tăng dần theo thời gian. Bên cạnh đó, chính quyền trung ương cũng muốn tăng thuế để có tài lực để tài trợ trong những công việc chung. Như vậy, trước khi giảm thuế, chúng ta phải làm thế nào để giới hạn những vận động của những công ty và cá nhân nói trên vào chính quyền và giảm đi những tư lợi chỉ phục vụ cho thiểu số. Chúng ta bắt đầu thấy có những thử nghiệm trong 5 năm qua về việc đòi hỏi chính quyền phải làm nhiều hơn cho người dân. Và chúng ta thường hướng những câu hỏi này đến chính quyền thay vì đối với người dân. Trong năm 1208, khi chúng ta gặp khó khăn về ngân sách, chúng ta đã vượt qua. Nhưng trong những tháng đầu năm 2014 vừa qua, chúng ta lại có vẻ như chưa nhanh chóng vượt qua được những khó khăn tương tự. Điều quan trọng, thưa anh, tôi nhận thấy là làm thế nào những cơ hội thăng tiến của thế hệ chúng tôi và của thế hệ các anh vẫn sẽ được tiếp tục còn đó cho những thế hệ đi sau chúng ta. Và muốn có điều đó, chúng tôi tin tưởng là chúng ta không thể tiếp tục thăng thuế mãi. Vì như vậy, những nhà đầu tư khi thấy luật thuế vụ phức tạp, không còn công bình và không phát triển kinh tế, họ sẽ đem nguồn vốn của họ đi đầu tư tại những nơi khác trên thế giới, chứ không đem đến tại Hoa Kỳ. Và thưa anh, đây là một điều chúng ta cần phải tránh để giúp cho nền kinh tế mãi mãi vững mạnh. Thưa ông, câu trả lời vừa rồi của ông đã nhắc chúng ta phải làm gì cho thế hệ tương lai như giáo dục. Là một người cha trong gia đình, tôi rất quan tâm đến học phí đại học. Và tôi thiết nghĩ các nhà tư bản cũng quan tâm như tôi là làm sao họ có thể đào tạo một thế hệ công nhân có trình độ cao để cạnh tranh với thế giới. Thưa Thượng nghị sĩ Cornyn, là một người làm luật có kinh nghiệm như ông sẽ làm gì để giúp ngành giáo dục vượt qua những khó khăn này? Competitive wars out there. So, as a lawmaker, Mr. Cornyn, what is your suggestion for us to overcome the difficulties? Thưa anh, việc đầu tiên là chúng ta phải làm sao để tạo nhiều cơ hội, nhiều chương trình giáo dục để sinh viên có thể lựa chọn ngành học đúng với khả năng và nhu cầu của họ. Chẳng hạn vừa rồi anh nói đến kỹ thuật, như việc học có thể học trên mạng, có thể qua mạng. Người học sinh có thể gặp gỡ những giáo sư có trình độ cao. Nhiều học sinh muốn học xong bậc đại học rồi lại đi tiếp học cao học. Nhưng có những học sinh khác thì muốn học một nghề nào đó để có thể sinh sống và cung cấp cho gia đình của họ. Thí dụ như trong ngành năng lượng, chúng ta đã tạo được những công việc không đòi hỏi công nhân phải có trình độ đại học 4 năm. Họ chỉ cần học đại học cộng đồng và vẫn có thể có được những công việc với lương cao. Vì vậy, chúng ta phải giúp họ lựa chọn đúng và đặc biệt không tốn kém, để sau khi ra trường, họ không phải mang những món nợ quá lớn như chúng ta thường thấy trong các sinh viên học lên bậc cao học. Thưa ông, chúng tôi cũng tìm hiểu và tiên liệu chương trình đại học sẽ phải đi qua những cải thiện lớn lao trong nhiều năm tới. Bằng cách phải được nắm bắt được những kỹ thuật và phương tiện để đem giáo dục đến cho đại chúng. Thưa ông, tôi muốn trở lại đến việc mà chúng ta hiện nay lo lắng nhiều là việc phí tổn quá cao trong các dịch vụ y tế. Là một thành viên của Ủy ban Tài chính và Ngân sách và trách nhiệm đến dự luật y tế hiện hành. Ông có những ý kiến gì để giúp ngành y tế tăng phẩm chất và đặc biệt với giá thành phải chăng có thể cho mọi công dân thể sử dụng? Thưa anh, tôi phải thú thật với các anh là Affordable Care Act hoặc cái gọi là Obamacare hay bảo hiểm sức khỏe do chính quyền cung cấp không đạt được những thành quả như chúng ta mong muốn. Phí tổn của nó chính là yếu tố đã làm chương trình bảo hiểm y tế này không đến tay mọi người công dân. Và một trong những lý do làm tăng hoạt phí của chương trình là người dân không được lựa chọn những điều khoản phù hợp, mà phải theo những quy định cho chính phủ đặt ra.
Một hướng giải quyết là chúng ta phải học hỏi kinh nghiệm thành công của các thị trường bảo hiểm sức khỏe. Là làm thế nào cho người dân quyền lựa chọn bác sĩ, lựa chọn nhà thương và có những điều khoản mà họ cần sau khi họ được thấy rõ sản phẩm nào có giá rẻ và đặc biệt sản phẩm nào có phẩm chất thật sự. Chúng ta cũng cần phải đưa ra những phục vụ y tế và phí tổn của mọi chương trình để người tiêu dùng tự lựa chọn chương trình phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của họ. Như trong trường hợp cung cấp dược phẩm trong chương trình Medicare, chính phủ không cần thiết can thiệp bằng cách định giá, nhưng để cho chính thị trường dược phẩm cạnh tranh để tự giảm giá và tăng phẩm chất. Và kết quả, thưa anh, chúng ta đã giảm được phí tổn cho người tiêu dùng đến 40%. Nói tóm lại, chúng ta hãy để cho người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn. Thưa ông, sau đây chúng tôi xin đưa cuộc nói chuyện của chúng ta đến gần hơn với người Mỹ gốc Việt. Thưa ông là một trong những người thượng nghị sĩ hiếm hoi chú trọng đến đời sống của người Mỹ thiểu số như người Việt chúng tôi. Thực tế, ông đã tìm đến cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và có cả một trang mạng bằng tiếng Việt. Thưa ông, điều gì đã thúc đẩy ông quan tâm đến người thiểu số như chúng tôi? And my question is, what have motivated you to pay attention to our communities? Thưa anh, một điều tôi xin được nhấn mạnh là một dân cử như tôi, là tôi làm việc cho chính anh, và tôi cũng làm việc cho hơn 26 triệu dân sống tại tiểu bang Texas. Trong đó có nhiều người không giống như tôi. Anh biết mỗi ngày có khoảng 1.400 người đã đến định cư tại tiểu bang của chúng ta, vì họ tìm được công việc và được những cơ hội thăng tiến. Họ đến từ khắp mọi nơi trên tiểu bang, nước Mỹ, và rất nhiều nơi trên thế giới. Nhiệm vụ của tôi là làm thế nào đến với họ để hiểu được họ cần gì, biết được niềm hy vọng và giấc mơ của họ, tìm hiểu tại sao tôi phải làm gì tốt hơn để đại diện cho quyền lợi của họ tại Thượng viện Hoa Kỳ. Người ta thường nói 80% lý do thành công trong cuộc sống là bạn có mặt, và tôi muốn có mặt để nghe, để học và để giúp tôi làm tốt hơn nữa trong những nhiệm vụ của một người dân cử. Hơn nữa, tôi muốn đến với cộng đồng của các anh để chứng tỏ tôi đến là vì cộng đồng của các anh, chứ không phải đến để được tái ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Thưa ông, chính tôi cũng không thể ngờ một người tị nạn như tôi lại có cơ hội được nói chuyện với ông về những đề tài chúng ta vừa đề cập. Nhưng là người Mỹ gốc Việt, trái tim của tôi luôn hướng về quê hương, nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên, và quan tâm đến những khó khăn của đồng bào của tôi đang phải gánh chịu. Thưa ông, chính quyền Việt Nam càng ngày càng tăng cường đàn áp, bắt bớ và giam cầm công dân Việt Nam. Khi họ can đảm lên tiếng phê bình sai trái của chính phủ sách nhiễu, nạn tham nhũng và những vi phạm về nhân quyền. Thưa ông, chính quyền Hoa Kỳ phải làm gì để buộc nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền? Là những điều căn bản nhất đang được cộng đồng quốc tế và Liên Hiệp Quốc phê chuẩn và chấp nhận. Thưa anh, tôi tin tưởng mỗi con người được tạo dựng và bình đẳng trước con mắt của đấng sáng tạo ra chúng ta. Và là một công dân Hoa Kỳ, chúng ta có quyền được thừa hưởng những giá trị nhân quyền cơ bản đó. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta quên hết tất cả những dân tộc khác. Chúng ta phải làm gì để giải quyết, để minh bạch hóa những vi phạm nhân quyền và những áp bức của chính quyền Việt Nam trên chính người dân của họ. Chúng ta phải ép buộc chính quyền Việt Nam qua nhiều hình thức, chẳng hạn như cắt giảm những quyền lợi kinh tế hay thương mại của họ. Là một thượng nghị sĩ của Thượng viện Hoa Kỳ, tôi có thể giúp cộng đồng người Mỹ gốc Việt lên tiếng với các thượng nghị sĩ và các dân biểu đồng viện. Tôi có thể, và chính tôi đã giúp viết ra những điều luật đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải chấm dứt những hành động vi phạm nhân quyền, đưa những vi phạm này ra ánh sáng. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục ép buộc chính quyền Việt Nam phải tôn trọng những quyền cơ bản của người dân Việt Nam phải được thừa hưởng như quyền này mà họ đã xứng đáng được thừa hưởng. Thưa thượng nghị sĩ Nick Cornyn, là một thành viên của những anh em tranh đấu phục vụ và đóng góp của ông cho cộng đồng Hoa Kỳ và cho chính cộng đồng nhỏ bé của chúng tôi. Tôi xin dành những giây phút này sau đây để mời ông có vài lời với cử tọa đang nghe trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Once again, I really appreciate your service and your time, and I would offer a few words to our audience out there before we end this interview, sir.
Thưa anh, tôi xin được nói là tôi rất thích thú về buổi nói chuyện hôm nay và hy vọng tôi có dịp trở lại. Thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi xin mời quý vị hãy tìm đọc trang nhà của tôi là www.johncornyn.com. Trong đó chúng tôi đã tri ân những đóng góp của cộng đồng người Hoa Kỳ gốc Việt. Vì vậy, chúng tôi đã dành cả một trang riêng cho người Việt bằng tiếng Việt, bên cạnh trang tiếng Anh và tiếng Mỹ Tây Cơ. Chúng tôi cũng mong mỏi được phục vụ tất cả quý vị đang sinh sống trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Tôi xin nhắc lại là tôi làm việc cho chính quý vị cũng như cho 26 triệu người dân Texas. Nếu tôi có thể cải thiện việc gì để trách nhiệm của tôi thêm hiệu quả, để xứng đáng là người đại diện. Là Riverwalk, trong tiếng Mỹ Tây Cơ họ gọi là Paseo del Rio, có nghĩa là những con đường mòn bên cạnh dòng sông. Và đây là một trong những thắng cảnh tại San Antonio bên cạnh Convention Center. Say hello to SBTN. All right, thank you. Bye SBTN. Thank you.